kìa. Ôi đây thầy. Lần đầu tiên được cưỡi voi. Yên và voi đây. Giống nhau. Mình chỉ bằng một cái chân của nó thôi. Đây là toàn cảnh đá voi mẹ. Để chúng ta tiếp tục du lịch tiếp. Ta sẽ đi khám phá cái hồ Lắc này. Chào tất cả các bạn, hôm nay thì gia đình đi du lịch các bạn ạ. Rất là đông đủ đây. Đại gia đình đi du lịch và đến cưới voi. Đến Đắk Lắk phải đi bản Lắk. Thế rồi cả nhà đi rồi. Có chó đồ lên. Cả gia đình vừa lên xe. Đấy. Mọi người vẫn vui lắm. Mọi người cười lên cái xem nào. Mọi người cười lên. Đây. Xe là đủ hết người luôn. Đây là anh Đoàn và chị. Chào mọi người nhá. 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 con. Ủa đi chị. Ai dạ. Lên anh em ơi. Có đứa cháu tạo kiểu tóc kìa. Đứa cháu tạo mẫu ấy. Có đứa cháu thì mình đứa cháu tạo mẫu. Phá đầu các chú nó đi. Cháu rất chi là Thùy Minh Nhân. Hay là nhiều tóc bạc. Ok chú. Đây. Một sợi, một ly trà sữa nha chú. Đấy, chúng ta đến chỗ đá voi mẹ. Sao nó lòi cái chữ ra. Ôi, check in với cái đá voi mẹ nhưng có thấy chữ đá voi mẹ đâu. Vì phải nhìn thấy chữ đấy chứ. Đấy. Vào. Chụp hết vào. Chúng ta đến đây là toàn cảnh đá voi mẹ. Có vẻ rất là to nhỉ. Bây giờ mình sẽ lên trên đó xem. Lên check in. Lát mình sẽ dùng cái flycam mình sẽ bay hẳn cả cái khu vực này. Bây giờ cả nhà đang ở trên đỉnh đá voi này. Trên này gió to quá các bạn ạ. Đấy. Rất. Trên này nó rất là dốc này. Đấy, mọi người đang xuống dốc các bạn. Thì núi đá to nhưng mà trên này gió. Mình vẫn đấy bay flycam mà không bay được. Chỗ này có một vườn sen rất là đẹp. Đấy. Ở ngay bên cạnh núi voi mẹ đấy các bạn. Cảnh chỗ này rất là đẹp này. Đấy, rất đẹp. Trông bên trong cái đá này thôi nhưng mà nó to, nó rộng lắm các bạn. Mình lên trên đấy. Bye. À, chúng ta vừa ở trên lưng voi. Bây giờ sẽ đến đi thăm khu bảo đại. Đấy. Nhà đi 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 giải nắng. Trời, đây người ta vẫn nuôi nhiều bò lắm nhỉ. Bò cao nguyên này. Trong ôi trời, nhiều nhà đều nuôi cả 10. À. Đây là đá voi con đây. Vừa nãy là chúng ta thăm đá voi mẹ. Đây là nhìn thấy voi con này. Nó chỉ bằng tầm 1 phần 10 thôi nhỉ. Ông ơi, đấy là người ta đặt tên cho nó là thế nhưng nó giống hình con voi ấy. Nó giống. Voi đây. Voi kìa. Voi thật kìa. Ôi đây thầy. Đấy. Đây thầy. Trời ơi. Con lần đầu tiên mình nhìn thấy. Wow. Lần tiên thêm voi. Ô. Đấy đấy. Giờ cho chuối ăn này. Cho cái lông ngoằn trên xanh nhỉ. Cho nó muối nó đi. Đấy, nó vắt vào mồm đó. Nó gặm được rồi chưa? Ăn cả vỏ luôn. Cái muối mà, muối. Có, bảo. Nào. Không có ấy, đừng có gặm. Sợ đâu. Cắn đâu. Bảo cho chuối. Bảo ấy. Tôi lấy quả chuối. Nó khốn hơn người chứ. Chuối, lấy chuối. Chuối sao thơm thế, chuối này đó. Ăn có vị tạ không no anh ơi. Rồi, chú voi ăn. Cho từng quả thôi chứ. Cho từng quả thôi. Quả rụng đấy, chân đầy đây. Hoạt ra người em vàng nó lại từng quả chuối ra. Nó lúc cái voi đây nhưng mà cũng bắt ở bên này này, nó nhìn đấy. Ăn này này. Chát, chát rồi. Kìa. Yên và voi đây, giống nhau. Mình chỉ bằng một cái chân của nó thôi. Làm gì bằng cái chân. Chân nó phải tạ rồi. Chú yêu bảo phải tránh xa con này. Nhìn mặt con này có vẻ gian gian hơn mặt con kia.
bé hơn con kia nhỉ? To chứ, con to hơn nhiều. Ừ, to hơn nhiều ấy. Con này con đực đấy, nhưng con này nhìn nó... hình như bẩn nhiều đất cát hơn vậy. Con bên kia để cưới sạch sẽ hơn. Con ngay bên kia. Một cái quà này cho cún này. Đẹp ấy nhỉ? Hay là lấy con voi. Một quả bơm ấy, con voi. Con voi nào? Đâu, cái hình con voi á. Đúng rồi. Đấy, con voi nó hay hơn. À, cả hình con voi nhỏ. Bạn ăn quả voi đôi này. Được ấy nhỉ? Chúng voi con á. Rồi mình sẽ lên trải nghiệm cưỡi voi. Anh ấy là chủ con voi này. Thế là nó sẽ nghe theo lời. Lên lên lên. Ai cưỡi voi lên trên này nào? Đi được 4 người. Hai người lớn và hai trẻ nhỏ này. Hai trẻ nhỏ nào? Nhỏ xíu thôi chứ nhỏ bự không được. À. Biết đường đây cho anh. Rồi sẽ trải nghiệm cưỡi voi này. Không cần nó đi nhanh mà. Ai chụp hình ra đây, đứng chụp hình cho anh chị cái. À. Ai cầm điện thoại đây. Philip ra đứng quay đầu chụp hình nó. À mày giờ. Đang cưỡi voi các bạn. Đây, đứng lại. Đây đang cưỡi voi đây. Đứng lại chụp hình nó. Biết nó quen rồi. Đấy. Nhiều người cưới con này rồi. Ngoan cưới đi về chân cưới. Chặt cơ con này. Cơ cánh. Anh sao mình? Phải luôn. Cái con voi này. Giờ là mình cho ai đi voi nữa mà. Ôi đang bị cướp kia kìa. Đấy. Ui. Wow, nó lại còn chân nó như này, nó chủ xuống nữa. Nó nước cao khoảng 1 mét này nhưng mà nó đi qua được. Đây, wow. Đây hai vợ chồng vừa trải nghiệm mà cưỡi voi xong. Đây là con voi. Nhìn nó mặt nó rất là hiền. Anh hiền hơn cái con vừa nãy mình quay ngoài kia. Đấy, nhìn mặt. Cái con voi này người ta chỉ cần dùng một cái sợi dây thừng bằng này người ta trói vào, cái sức của nó là nó tha hồ là nó bật được, nhưng mà nó rất là an phận luôn. Không, nó thuần rồi nhỉ. Nó biết thuần đấy, nó biết là vị trí mình đang ở đâu ấy. Ờ, con này voi này một ngày. Cho con kia đấy chứ. Đẹp, tạm nhà thơ. Người ta đừng vào gần nhá. Cho ăn này. Người ta cho ăn chuối này. Thực ra chừng này không thấm ở đâu. Chỉ đủ để nó tráng miệng. Ngày nó ăn 3-4 tạ mà. Chừng này chỉ có khoảng tầm chục cân. Hai vườn chuối cho nó ăn. Hai chục cân. Bình thường mình ở nhà còn không được ăn chuối này đâu. Không được ăn đâu. À, chuối ngon á. Voi vậy cho một ngày cho ăn tới 500 tới 1 triệu á. Đi khách mà có tiền là cho ăn tới 500 tới 1 triệu á. 500 đến 1 triệu tiền chuối này. Chuối là mí, chuối là nguyên cây chuối kia chị kìa. Chuối ăn nguyên cây chuối bự rồi nữa. Voi đây là voi mình nuôi theo kiểu bán tự nhiên à. Vâng. Tới giờ hết giờ hoạt động du lịch là mang về rừng mình xích lại trên rừng. Để cho nó ăn thêm cây cối ở trên rừng. Thì nó mới đủ thức ăn cho nó chứ mình nuôi không nuôi được. Hết mùa du lịch chứ. Thì nó còn đồ ăn voi mà. Ăn liên tục. Voi này. Con này nhìn mặt cũng hiền này. Nó thuần được nhỉ. Mỗi con được một đấy. Bằng này chỉ là hoa quả tráng miệng thôi. Con này được tráng miệng này.
ăn chuối. Nó ăn cả chuối xanh à? À. Xanh nó ăn nhân đói vậy, đây này. Đấy, vừa đi vải cho nó ăn. Hay kiểu như người ta thuần nó ấy. Này. Cái vòi nó như cái tay nó lấy vào. Nhìn là nó ăn liên tục luôn. À. Ừ. Ở đằng dưới kia người ta bán là 20.000 một lại chuối chín để cho voi ăn. Còn ở trên đây là người ta chăm luôn. Không, người ta phải chăn cái đấy là bán để du khách người ta cho ăn đấy chứ. Thực ra cả không ăn đấy. Vẫn được cho ăn. Ừ. Hay mỗi lần đi này phải cho ăn tráng miệng. Kiểu như đây là cái phần thưởng cho nó đã cõng mình đi rồi. Mà chuối này phải chuối ngon, chuối to nhá. Chuối bình thường nó không ăn á? Nó không chát nhỉ? Đấy, thế rồi tí nó phải lại cõng người tráng tiếp thì là mới được ăn. Chào nhá. Cảm ơn nhá. Đấy, nó nhìn vào đây này, ánh mắt này, các bạn nhìn xem. Đấy, ánh mắt này, nhìn này. Nhìn nó cứ kiểu ánh mắt nó buồn buồn ấy nhỉ. Cái con to đùng này, mắt nó bé tí rồi nhỉ. So với tổng thể của cái con voi này. Bây giờ hai vợ chồng ghé qua cửa hàng. Chọn một bộ quần áo cho cún. Để cho em bé. Đấy, đây là bộ quần áo kiểu như dân tộc, kiểu như Tây Nguyên ấy. To to á? Hay là đây vừa không? Bởi vì đây là cái size bé nhất rồi. À. Bé nhất à? Đây là chú vào. Ô, anh ơi. Hả? Này, họa tiết chú voi con này. Mua một bộ nhá. À. Đây xem cái áo dân tộc bên này nữa anh chơi. Để anh mua một cái. Mặc á? Anh mặc á? Hả? Được. Em màu đỏ, em trẻ em lấy màu đỏ. Màu đỏ. Cái mấy màu đó nhìn nó ra. Wow. Màu đỏ đỏ cho nó cái này là nó nếu khi mà mình like hay là gì nó cũng sẽ không thuộc bản quyền đâu. Hả? Dạ, bởi vì là cái họa tiết nó như này. Không phải gì đâu. À. Nó là cái màu áo mà. Đâu khoác thử cái áo này xem là có vừa luôn. Mặc luôn đi. Nhìn rất giống tộc luôn. Áo mặc đẹp nhỉ. Ơ nhưng mà nhìn mặc đẹp đấy. Để chúng ta tiếp tục du lịch tiếp. Ta sẽ đi khám phá cái hồ Lắc này. Đấy. Cả nhà mình sẽ đi. Mình sẽ chở cái thuyền đây. Ui, thuyền này là chở hết được thoải mái 14 người. Say rượu. Quay say sóng không? Chắc chỉ say rượu thôi. Mình ngồi cân hai bên như này nhá. Ở đây có cân thuyền hồ nha. Đóng nào mà đi đã về say ở đây. Di chuyển ra bên ngoài bờ hồ đây. Hai vợ chồng check in ở Hồ Lắc này. Đang ở đâu? Hồ Lắc, Lắc là một cái huyện ở Đắk Lắk. Đấy. Hết lên này cho tận đâu. Còn mới đi có khoảng 10 phút rồi. Mới đến ở giữa hồ này. Đấy, mọi người đây. Ui. Đây cũng đấy, cả đoàn chúng ta đã được trải nghiệm đi vòng hồ Lắc. Vòng hồ. Mọi người không ai say thuyền cả. Tiếp tục cuộc hành trình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến một cái điểm mới. Nào, chú Miêu nào. Chú Miêu đây. Ai chả? Miêu và cung viên tình bé nhỏ. À, thế ạ. Mọi người di chuyển vào suối ăn trưa với lại vào đây tắm nữa. Đấy, cái suối này rất là đẹp và nó rất là rộng. Bạt ngàn như này luôn các bạn. Ở suối mọi người đang ăn trưa đây. Đấy, trên chỗ ăn trưa xong là đi ra tắm ở trên này người ta đang hát to quá. Mời cả nhà ăn trưa nhá. Ok.